Dạ rồi, con xin phép chào hai cô nhá. Hai cô có thể giới thiệu là hai cô tên là gì? Cô tên Trương Thị Phi, sinh năm 1962. Dạ, cô Phi là quê ở đâu? Cô ở nói bên bên quê cô ở luôn. Dạ. Cô có chồng thì về ở Đạo Thạnh, Dạ. ấp 2 xã Đạo Thạnh, Tính nào cô? cũng thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Dạ. Xin phép chào cô. Cô có thể giới thiệu là cô tên là gì? Cô tên là Nguyễn Thị Ngọc Mai. Cô Mai ha. Cô Mai là quê quán ở đâu? Cô cũng ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Dạ. Vậy là hai cô mới từ Mỹ Tho, Tiền Giang về Bình Dương. Ở Mỹ Tho nên Hai cô hôm nay về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây hai cô? cô cũng nhờ hiệp sĩ Thanh Hải giúp cô tìm lại đứa cháu. Tìm cháu. Tìm cháu. Cháu là cháu nội hay cháu ngoại? Cháu kêu cô bằng gì? Là bên bên ngoại hả Bên cô? ngoại. Ồ, vậy là hôm nay là cô đại diện cho gia đình. Đúng rồi. Cô cho con hỏi là ba mẹ của anh trai này đâu xong đi tìm. Cha nó thì mất rồi nay mấy năm, Dạ. còn mẹ thì mới bệnh đây, còn đang nhập viện. Dạ. Vậy là ba thì mất, mẹ Ba thì mất nằm viện. Và cô là dì ha? dì, dì thứ Dạ. năm, như Dạ. mẹ nó thứ hai, dì thứ năm. Dạ. Cháu của cô là đi xa quê lâu chưa cô? Nó đi nay chắc được năm mấy rồi đó. Ngày xưa sao lại bỏ đi? Cô cũng không biết là vợ chồng nó có buồn vui gì không, mà không biết, nhưng mà tự nhiên nó đi rồi thì nó cắt liên lạc, nó không có điện về mẹ nó luôn. Nhà Rồi mẹ nó thì cũng cũng trông hoài vậy đó mà không thấy điện về. gì là gọi 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 mẹ của anh này là bằng bằng chị hay bằng em? Chị Chị ha. hai. Vậy là anh chị hai của vậy là nhà chị hai là có đông con không cô ha? Nhà chị hai này có bốn đứa con, Và anh này là con thứ mấy? thằng này là con thứ tư. Thứ tư. Và đi từ 1 năm về trước. Đi trước năm rồi. Và đi thì chắc bản thân cô không biết là lý do là vì cái Không, điều cô gì không đúng biết. không ạ? Và hôm nay thì cô lên đây là cô với lại cái tâm nguyện mong muốn là tìm cháu Cô về. thấy mẹ nó bệnh mà mẹ nó cũng trông nó dữ lắm, thành ra cô cũng thấy mà coi clip của hiệp sĩ nè, Dạ. thành ra cô cũng nói để lên nhờ hiệp sĩ coi kiếm được nó về để gặp mẹ nó. Vậy là có thể rằng là chị hai của cô là bệnh rất nặng hay Bệnh sao rất cô? nặng, bệnh rất nặng. Ôi trời đất ơi. Vậy là mong muốn được gặp con. Vậy là 1 năm trời nay là cháu của cô là không có liên hệ về nhà. Không, không liên hệ về. Cháu của cô có gia đình chưa? À, nó có hai, có vợ, có hai đứa con, Vậy là đứa đi. gái, đứa trai. Vậy là đi là cả vợ cả con đi luôn. Đúng rồi, đi cả vợ cả con luôn. Không về nhà luôn. Vậy là gia đình nhà mình có một cái chuyện gì đó đúng không ạ? Nhưng có thể là bản thân cô không biết. Tại cô ở riêng à, cô không biết. Vậy là cái mục đích chính của cô hôm nay về đây là nhờ anh em là tìm được anh trai này về để gặp mẹ. Có thể là mẹ giờ này đang trong cơn nguy kịch đúng không cô? Đúng đúng Nặng rồi, không cô? nặng nặng lắm, coi như thở oxy trong bệnh viện là nằm thở oxy suốt. Trời đất ơi. Quá khổ. Bị lâu chưa cô? Mẹ nó nằm nay là tháng rồi đó, hơn à, Một tháng à. nằm trên Chợ Rẫy là mười mấy ngày rồi mới về. Về rồi mới có về nhà được có 2 bữa là mệt rồi, đi nhập ở Tiền Giang, Lại đi nữa. nhập bệnh viện Tiền Giang nay cả tháng rồi. Bệnh tình gì mà nặng vậy cô? Bệnh phổi rồi, coi như giờ ở trong mình chỉ là nhiều chứng bệnh lắm, rồi viêm thận rồi phổi rồi coi như chỉ nhiều bệnh lắm. Dạ. Vậy là tâm nguyện mong muốn là được nhìn thấy con. Nhìn thấy con Còn các con của chị hai của cô là hiện tại bây giờ vẫn ở nhà chăm sóc. như bây giờ trên bệnh viện thì chăm sóc 2 đứa thay phiên nhau, Dạ. còn một đứa thằng Út thì nó đang đi làm. Dạ. 1 năm là không gọi Không, điện thoại gì luôn, không cắt đứt về, mọi thứ quan hệ liên lạc luôn. không luôn. Vậy là có Bên gia đình, bên vợ nó cũng không điện về luôn. một cái chuyện gì rồi cô ạ? Cô có điều gì thì cô muốn tâm sự với cháu của cô trên cái video này, hy vọng cháu của cô nghe được để sớm quay trở về có thể là gặp mẹ để cho mẹ sớm bình phục trở lại. Mời cô. Cô thì muốn nói là Cô bình tĩnh nha.
cô muốn nói là thằng Phương bây giờ mẹ con bệnh nặng, mẹ con muốn gặp con. Con coi được cái clip này, Năm cũng nhờ hiệp sĩ này tìm con phải về con gặp mẹ con. Để nhiều khi tới con về là con không gặp được mẹ con đó. Quá đau lòng. Theo như cô chia sẻ thì có thể là mẹ của anh này là không qua khỏi. Dạ. Ô thật luôn hả cô? Đúng. Trời đất ơi. Vậy là không thể cứu nổi hả cô? Nằm ở trên bệnh viện một tháng nay rồi nhưng mà không có gì phát triển hết trơn. Ăn đút thuốc hoặc ăn thì cũng bơm vô ống. Vậy là rất yếu rồi. Dạ, yếu. Hy vọng là anh trai đang ở đâu đó, ở phương trời nào, đang làm việc ở đâu đó. Tới giờ phút này nếu xem được video này thì hãy sớm quay trở về gặp mẹ. Dạ. Và như người dì chia sẻ thì có thể rằng là cái tâm nguyện của mẹ là tâm nguyện cuối, là mong muốn được gặp con. Thì dù cho là anh ở trong cái hoàn cảnh nào thì anh cũng sớm sắp xếp đưa vợ con về để gặp mẹ cho nếu, mẹ. Nếu mà con đưa vợ con về không được thì con cũng có tính cá hào con về trước. Con về để con gặp mẹ con trước, vợ con thì về sau cũng được. Để gặp mẹ cho mẹ được vui. Yeah. Những cái ngày gọi là rất là buồn. Yeah. Thật sự đây là một câu chuyện rất buồn. Có thể là trước đó thì đôi khi cuộc sống gia đình thì xảy ra một cái chuyện gì đó nhưng bản thân cô thì không có biết, đúng không ạ? Yeah. Nhưng mà mình thì làm con thì phải cái chữ hiếu phải đặt lên hàng đầu cô ạ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cha mẹ là người sinh cho mình mà. Mình làm sao làm thì mình phải luôn luôn thực hiện cái chữ hiếu. Dù cha ra sao, dù mẹ như thế nào vẫn là cha. Yeah. Mẹ. Và đến giờ phút này thì một người con đi xa gia đình hơn một năm trời. Mẹ thì bây giờ là có thể là con nói ra thì thật sự là rất là buồn, nhưng mà con không hạn chế con nói những cái điều buồn. Yeah. Thì mong rằng là anh trai ở đâu đó hãy sắp xếp, dù như thế nào đi chăng nữa, hãy nhanh chóng nhanh chân để về để mà gặp mẹ, chăm sóc mẹ. Dạ rồi cô có điều gì cô chia sẻ không cô? Cô thì bà con thì không phải, nhưng cô chồng sớm vậy. Yeah. Đó thì cô thấy chị hai này rất là tội nghiệp. Yeah. Rồi nên cô mới đi theo chị Năm này để lên trình bày, có gì thì cô trình bày thêm vậy đó. Thì cô cũng cầu mong là cháu nó có nghe được tin này nó về sớm, đặng mà nhìn mẹ mặt mẹ lần cuối đi. Trời mẹ nó cũng trông nó về dữ lắm. Sao mà con nghe cái câu nhìn mẹ lần cuối xong con đau lòng thì, quá cô ạ. Đó là cô mới là hôm nay là cô có đi thăm mẹ nó đó, cô thấy đau lòng lắm. Thì cô cũng có đôi lời nói vậy thôi, là nếu mà cháu có xem được cái video này á thì cháu quay về gấp để nhìn mặt mẹ đi. Mẹ rất là trông cháu. Cho cô có đôi lời vậy. Dạ cảm ơn cô. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là câu chuyện rất buồn. Hôm nay hai cô lặn lội một quãng đường rất xa từ một tỉnh Tiền Giang. Tiền Giang đúng không cô? À, Tiền Giang. Để về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm anh trai và là cháu của hai cô. Với tâm nguyện là mong rằng là người con này sớm về để gặp mẹ, có thể rằng đó là lần gặp cuối cùng. Bởi vì tới giờ phút này như hai cô chia sẻ thì người mẹ cũng có thể là sẽ không qua khỏi. Thật sự đây là rất buồn. Và rất mong tất cả cô chú anh chị chia sẻ video này lan tỏa mạnh mẽ, hy vọng là người con sẽ xem được video để sớm quay trở về, để có những phút giây là mẹ con được gặp nhau, được nhìn thấy nhau, để cho người mẹ an lòng. Thì cô chú anh chị có thấy anh trai trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm được cái tin tức thông tin cũng như là báo cho anh trai sớm quay trở về để gặp mẹ. Nếu mà tới giờ phút này mà anh trai mà xem được anh trai không về thì có lẽ rằng là sau này không còn cơ hội để gặp mẹ. Mà chỉ còn là gặp mẹ trong mơ thôi. Đặc biệt là gặp mẹ về chỉ thấy mẹ một cái hình. Thật sự rất buồn. Đau lòng quá cô chú anh chị ạ. Dạ rồi hai cô thì cố gắng nhá. Hai cô cứ về Tiền Giang đi. Để mà chăm sóc cho cô ở nhà. Thì cái sự việc của hai cô thì... anh em con đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận giúp đỡ gia đình nhà mình hoàn toàn miễn phí. Thì cô có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm cháu của hai cô không? Cô đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ.
cuối video này thì con chúc cho hai cô về Tiền Giang được theo lộ bình an, và đặc biệt rằng là chúc cho cô đang nằm bệnh viện sẽ bình an và mọi chuyện sẽ qua hết, cô sẽ không sao nhá. Cảm ơn. Con hy vọng một ngày gần nhất thì cháu của hai cô sẽ sớm quay trở về để chăm sóc mẹ. Dạ con xin phép chào hai cô. Dạ rồi em cũng có chúc, như cô cũng rất cảm ơn đội của chú Hải với các em các cháu được mạnh khỏe. Dạ cảm ơn cô. Giúp cho nhiều hoàn cảnh khác nữa. Dạ cảm ơn hai cô rất nhiều. Dạ con chào hai cô. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.